Hello mọi người, welcome back to my channel. Bữa nay mình sẽ chơi tiếp tục từ hồi 4 qua. Hồi 4 qua mình chưa có vô phần số 1 là mình đã chết hết 3 lần. Tại vì mình là không phải một người professional gamer. Mình là một người gamer mà bình thường chơi cozy game, chứ chơi game mà không có nhiều áp lực cho mình bị đau tim á. Cho nên chắc nếu mọi người coi mà muốn coi professional là cái video này không phải đúng cho mọi người. Nếu mọi người muốn coi một người mà mới chơi á, mới thử lại gaming á, thì mong mọi người muốn tiếp tục coi nha. Cho nên bây giờ mình sẽ thử quýnh lại con Rhino. Nhưng mà mình không có, chưa chắc chắn lần này mình có thể quýnh nó được nha. Cho nên mong mọi người thông cảm nếu mình phải chơi cái game này dài 3 lần. Thì mong mọi người thông cảm nếu mình phải chơi cái game này rất là nhiều lần nha. Tại vì mình thấy mấy người mà professional đó là quýnh quẹt quẹt vài ba cái đó là xong à. Cũng mình đó đã quýnh hết gần tới 3 lần rồi nhưng mà chưa có chuyển về game mechanic. Cho nên phải quýnh mấy con Wolfie lại thêm một lần nữa. Ok, mình đã hiểu cái này hơn chút xíu. Cái xe gì nha? Mình phải chơi từ từ. Mình đừng có sợ. Sao mà mình đã bỏ cái microphone nó gần hơn, không có biết mọi người có nghe mình hay là không. Ôi. Ok. Mình đi thẳng vô con Rhino. Mình đừng có đi vô, mình chưa có roll giỏi. Từ 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 từ, bình tĩnh. Roll vui phơi, tại sao mình giết nó không có nổi. Mình không có khả năng, mình sợ quá, mình chơi cái này rất là nhát. Mình đang nhớ cái game cái trang nó không bố ra cho nên mình lại chọn. Chỉ cho vui ô, mấy chẳng xảo, trái tinh sân su, tao hãy hảo sử. Cái ông này giống như Dương Đức Sánh. Chỉ là hoa của sán lái đa cụ rần, 教你一招也无妨，来，速速把手伸来。 Confirm.
写好了，日后遇到什么凶匪恶徒，只需要用着手一指，心里默念一声定，就能让对方动弹不得。你也可喘息片刻，只是小老儿道行浅薄，这定身效果不消片刻就会失灵。遇到些笨货倒还好用。 你全当是挣个傍身的手段吧。如今这些小儿真是目无尊长，别怕，用刚学的法术打打玩玩。When lock press R2 mà đang nhìn xuống đây, mình bị chết. Oh my god. Chơi rất là dở luôn á, xin lỗi nha. Mình uống trà chờ chút. Ok. R2. Ok. Mình phải bấm try for angle xong rồi bấm R2 nữa. Cái này cái combination mình phải nhìn xuống á, tại vì mình không phải chơi cái này, mình không có chơi bằng PlayStation thì đành lắm. Lý do là mình là người chơi Switch, cho nên mình chơi Switch thường xuyên hơn á, cho nên mình nhớ cái controller của Switch hơn. Sau mỗi lúc mà mình trẻ mình cũng có chơi PlayStation, nhưng mà PlayStation là PlayStation thứ 3 thôi. Xong rồi lúc mà mình là học sinh đó, mình không có mua nổi không có mua nổi PlayStation 5 với 4 tại vì mắc quá. Xong rồi mình thấy Switch nó chỉ có 2.000 là 200 đô. Còn thì hồi bữa qua mình đã thấy một ông khỉ với lại con cóc với con chim, nhưng mà trước khi mình đi cái đường đó để lấy nấm á, thì mình đi tiếp tục cho mình save được nha. Ok, one self advance. Số 1, ok. Mình không có hiểu trong cái PlayStation R là ở đâu nha. Ở đây là R1, xong rồi R2, nhưng mà nó đổi R. Phải cái này không? Cái này là R. Mình không có biết. Mình tưởng R1 với 2 là ở đây. Hèn chi nước là nó nói lock on đó là mình phải chơi bằng R. Ok, hiểu rồi. Open self advance. Ok.
Đọc cũng không hiểu gì hết. Tiếp tục đi, chạy bộ. Có con thỏ, có một người đứng bên kia. Xong rồi, một người bên đây. Ok, mình bây giờ đã bình tĩnh hơn và bốn qua hồi bốn qua nó nhiều impression quá, mình sợ chết luôn á. Nó còn sống hết. Sợ, mình cũng hồi hộp. Sao mà có một người bên đó nữa? Sao nhiều người quá vậy? I just want to save. Con cóc hả? Con cóc nữa. Explosion. Hai con cóc nữa. Ok, bây giờ mình thử cái này nha. Mình thử cái immobilize. Ok, hiểu rồi. Mình chơi hơi hồi hộp cho nên mình chơi rất là chậm. Xong rồi mình muốn nói là lúc mà mình chơi bằng cái screen của mình trong PlayStation 5 thì graphic rất là đẹp, nhưng mà mình thấy lúc mà mình quay phim bằng OBS thì cái graphic nó không có đẹp nhiều lắm. Lý do là mình nghĩ cái điện tử của mình nó không có đủ khả năng để record 4K hay là 1080, cho nên mình mong mọi người thông cảm nha. Với lại lâu lâu mình không có nói cái gì hết đó là tại vì mình đang concentrate rất là nhiều, mình chơi một cái game mình rất là hồi hộp á. Bình thường mình không có chơi game hồi hộp. Con thỏ. Cho nên cái này là hơn 10 năm rồi mình chơi game hồi hộp. Hồi xưa mình chơi game hồi hộp á là mình chỉ có chơi thôi. Lửa. Ok, không có gì hết. Có một người nữa hả? Ồ, cái đó là lock on. Trời ơi, tôi không biết. Tôi bây giờ mới biết lock on là cái gì. Đây, nice. Bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu PlayStation controller là ra sao. Wow. Simple dance, so đẹp. Thiệt là đẹp luôn đó, mọi người có thấy không? So đẹp, ok. Mình sẽ đi tiếp tục. Cái gì? Hả? Mình có dám vô không? Mình có đủ sức để vô không? Sợ quá. Chờ chút quá. Mình muốn kiếm cái saving point tại vì lúc mà mình chơi sàn đó là mình phải làm bởi mấy cái này, cho nên mình không biết tại sao mình thích làm bởi đồ để lấy đồ, phải kiếm đồ. Bây giờ mình sẽ R2. Ôi xin lỗi. Nếu mọi người nghe những cái khác khác là mình đang thử làm cái microphone nó gần hơn. Sợ quá mọi người. Sao tôi thui tôi mà không thấy gì hết. Mình muốn save. Chỉ có muốn save thôi mọi người. Cho mình save đi.
Saving point finally. Sợ chết. Ai thua? Yes. Self advance là cái gì? Set spells. Là cái đó là cái gì? Store. Cái này là gì? Control. Mình mới được cái đó. Ok, mình chưa có được gì hết cho nên không còn nghĩ tới. Cái này là gì? Oh my god, stamina. Martial art. Survival. Mình cũng quyết nữa. Mình xài được. Cái nào cũng rất là quan trọng luôn á. Bây giờ nếu mình okay. Mình phải dodge. Light attack. Wow, cái đó rất là complicated. Ok. Bây giờ nó chưa có khó gì lắm. Maybe mình phải có chút xíu dodging. Tại vì mình rất là sợ. Mình có mấy cái, chỉ có 4 cái. Martial art mình có. Ok, minus 1. Cannot awaken. Ok, mình hết rồi. Back. Cannot awaken. Ok. Ok, đi xong rồi. Store. Buy. Mình có thể mua quần áo hả? Mình có tiền không? Mình có 1.653 đồng. Ok, xin lỗi là mình chơi rất là từ. Mình rất là chậm. Mấy cái này nè. Medicine. Burn state. Mình phải đọc xong mình phải hiểu cho nên cái này là nắm mấy cái đồ mình foraging. Ok, nhưng mà chỉ có gì thôi hả? Error số 2. Error số mình muốn mua quần áo chưa có quần áo. Ok thì mình trừ tiền bây giờ bác. Rest. Trời, rest đi. Lấy lại sức. Xong rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi. Tài bù chứ sân chân ta trâm vọng chân yên thẳng. Chỉ phá đế chứ đa khủ thông. Ở chứ bà nì biên với một chứ kinh chán. Nì kỳ xuân chứ chân miên đa hỏa quang. Thàn y thàn chứ sân trung đa xí xí. Oh, what? Oh, no. 小庙还有诸多神奇妙用, 日后自会明白. Mình thành con ruồi, không phải con ruồi, con cicada. Cicada mình cũng không biết bằng tiếng Việt là gì, cho nên mình kêu nó bằng con ruồi. Mình có thể làm ruồi bao lâu? Hả? What is this? 黑风山的后山重地藏着不少妙用。
Mọi người có biết là thủ mình rất là ghét người á, cho nên lúc mà mình nhìn con người mình hơi bị ra muốn ngửa vậy á. Khi mà mình bay lên để follow the voice, mình muốn lộn lý do là mình phải lấy stamina and stuff. Mình bay qua bên đây được không? Mình không bay everywhere luôn hả? Xin lỗi, mình đang thử đồ cho nên mình có thể làm con ruồi bao lâu có. Mình bay không được. Ok, mình là new gamer, mình không có hiểu gaming physics cho nên mình cái gì không thử á. Ok, đi đây thì được, nhưng mà hồi nãy lên núi thì đi không được. Có gì vậy? Oh no. Thôi quay trở lại. Ok, mọi người có thấy cái đồ màu vàng nó đã xuống từ từ cho nên mình đi qua bên đây lại. Ok, xong mình quấn lộn. Mình mới đi đi qua lại lý do là mình không có hiểu tại sao mình làm con ruồi, xong rồi mình phải nghe thằng đó nói lúc mà mình làm con ruồi, nhưng mà mình bay con ruồi mới có 10 giây là mình thành con khỉ lại, cho nên bây giờ mình không có hiểu. Vô đây không được. Ok. Ok. Mới kiếm được kinh sáng. Mình không có biết mới ra mình đi đường nào nữa. I don't understand. Mình đang đọc. Mình đang đọc L2 cái tự nhiên. Ok. Mình có đi lộn đường không? Hồi nãy mình mới bay là mình thấy cái con baby lớn. Bây giờ mình đi đường nào mà tại sao mình không thấy baby lớn nữa? Mình có đi lộn đường không mọi người? Nhiều đường quá à. Xong rồi mình thì không dám đi đường main. Mình đi đường mình không có mắt hả?
không không nè. Mình đi vô tầm bậy tầm bạ, mình là một người explorer, Dora the Explorer. Cho nên mình đi mà không biết đường, thích foraging. Mẹ! Oh no. Tự nhiên ham đùa. Ham đùa quá. Trời ơi. Ham đồ quá, bị quýnh. Chết. Ok, mình không có hiểu làm sao mình mới làm một con ruồi. Ok, nếu mình bấm travel self advanced store xong mà xin lỗi, lộn. Bây giờ mình đi thì mình sẽ quýnh hai con này. Mình mới ok. Mình đi lộn đường, mình đi một đường kia. That is the big baby. Can you see? Mọi người có thấy không? Mình sợ quá. Mình không có. I'm not ready for this. I'm not ready. I am dead. Mình không biết mình đi đường nào nữa. Oh my god. Cái game này là cho người professional chơi, chứ mình mà không phải người professional chơi á, chơi đi đường này đi đường kia mà đi không đúng đường gì hết, đi lộn đường không à. Mình không có biết là mình sẽ nên thử giết cái baby đó không, hay là mình đi đường kia mà đi chỗ lộn gian sen. Mình thấy bây giờ sức của mình không có đủ để giết cái con monster số 2, cho nên mình cũng không biết nữa. Also, mới đây là mình đã stream 28 phút, cho nên mình sẽ thử thêm một lần nữa lấy cái gian sen. Xong rồi nếu đi không được á, thì nếu mình chết thêm một lần nữa thì mình sẽ kết thúc bữa nay. Tại vì lý do mình không có stream rất là lâu là nhiều người không thích coi stream lâu quá, cho nên mình ok, đừng có đi thẳng mà mình giết cái thằng này được rồi, tới lấy will phải không, rất là quan trọng. Xong rồi mình có thể làm con ruồi. Mình phải cẩn thận, đi cẩn thận nữa. Đi lên đây, xong rồi sẽ thấy một con vô phí, phải không? Tiếp tục là mình mới quấn thằng kia ở trong đó, nhưng mà mình sẽ đi lên đây. Cái này là đường mới hay là đường mình đã đi rồi? Ok, đây là foraging. Bây giờ mình có bao nhiêu mạng lại, sao nó không có đợi trước khi mình quấn lộn mới sống. Lúc mà mình quấn lộn á, mình concentrate nhiều quá cho nên mình sợ. Ok,
Bên đó là có con vô phi, bên đây là cái monster đó. Bây giờ mình không biết, mình lấy con monster trước đi nha. Mình thử. Mình không có uống nước, uống nước. Tại sao mình yếu như vậy? Tại sao? Why am I so weak? Ok, mình sẽ thử thêm một lần nữa là mình sẽ kết thúc. Bây giờ mình giống như ham chơi rồi đó, cho nên bây giờ mình giống như muốn complete đó. Complete xong rồi mình mới tiếp tục đi được, chứ không là mình sẽ nghĩ tới cái vấn đề này rất là lâu. Ok, đi đường đấy, bên đó là có con đó, mình không có đi đường đó nữa. Bây giờ mình sẽ lên đây, mình phải chạy bộ chút xíu cho đi nhanh nha. Xong rồi đấy, xong rồi bây giờ mình còn lại lại. Ok, mình sẽ đi xuống đây thử thêm một lần nữa. Xong rồi lúc mà mình chơi mình phải bình tĩnh, nhớ mình phải bình tĩnh, tại vì mình rất là sợ cho nên mình chỉ có muốn quýnh tặc 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 tặc, nhưng mà mình không có coi mạng của mình nó ra sao, cho nên mình quên. Quên. Đưa cho khác. Đi chỗ khác. Oh my god, you are look so scary. Look so scary. Uống nước. Uống nước không lần nữa. Ok. Come on. Oh my god. Mọi người có thấy mạng của mình còn chút xíu lại không? Oh shit. Sợ. Ok. What? Là mình hết mạng rồi. Mới đây là mình hết mạng rồi. Mình có muốn quấn lộn mấy người đây không? Oh, hai người luôn hả? Phải. Mình chỉ có còn kiếm cái shrine. Mình đi đâu nữa? Sao nhiều đường quá vậy? Oh no. Không dám vô đây. Chắc chắn mình sẽ chết. Ok, mình lấy cái này thôi. Mình lấy từ từ, lỡ mình... mình thấy... Oh my god, you see that? Bird money. Mình không có muốn lấy bird money. Đi chỗ khác. Bây giờ mình phải đi đường nào để save? Hả? Mình chỉ có muốn save thôi. Please let me save. Không có biết con rùa làm sao. Where is the con rùa? Oh my god. Cái thằng đó nó có chạy xuống đây không? Ok, cái đó là how dare you interrupt cái gì? Where are you?
Another one? Another... How many? Cái game này là cho mấy người mà trái tim rất là mạnh. Mình mới không dám chơi con baby mà tới chỗ đây là sao đây? Hả? Chờ chút, đây là con chó của mình. Leo không? Đây là con chó của mình không muốn nói hello. Bây giờ mình phải quýnh lộn xong rồi kết thúc quá. Phải không? Phải không Leo? Ok, cho bạn xuống nè. Cho Leo xuống nè. Phải Leo chờ chút xong mình sẽ đi thua. À, mình muốn làm con rùa rồi. Mình không biết làm. Mình không biết làm sao mình làm con đó đó, con cicada. Bây giờ mình đã đi hết. Suy nghĩ mà suy nghĩ cũng không được. Mình đã hết medicine. Đi bên kia là có con baby. Baby mình cũng chết. Bên đây cũng chết. Shrine. Đây. Phải không? Không, không phải saving point. Không phải saving point. Oh my god. Mình muốn chỉ có save. Tại vì mình muốn mới quýnh lộn với con ginseng. Cái này là save hay là cái gì? Ai nói chuyện với mình? I just wanna save. I am so sợ. Mình không phải là professional gamer, mình không có biết đường nào là đường bình thường cho một người gamer. Oh my god, thêm cái này nữa. I really just want to say. Mình không muốn quýnh lộn nữa mọi người, mình chỉ có muốn save thôi. Bây giờ mình sợ té đá trong buồng luôn á đi. Mình chỉ có oh my god, mình không dám đi đường đó. Mình bay qua đường đó được không? I don't wanna go there. Mình sợ. Mình không có mạng để quýnh lộn với ai hết đó. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái chỗ mình sợ. Mình thử nha. Ok, mình đã stream 38 phút cho nên mình phải nhanh đi thu dữ liệu. Cho nên bây giờ mình chỉ có chạy thẳng vô đài cái xong. 又是只猴子，施主不如放下棍棒，也同我学点佛法。Chết cha rồi. Mình sẽ kết thúc xong rồi. Mình là chắc mình phải xài hơn 100 năm mình mới chơi xong cái game này. Mình chơi mà mình rung tay rung chân rung trái tim. Mình chơi mình quýnh lộn cái gin sen nhỏ xíu như vậy mà mình còn sợ nữa. Xong rồi mình đi mình thấy mấy con chó ngoài rừng á, không biết con chó ngoài rừng kêu bằng tiếng Việt là gì. Mình không phải, mình nghĩ tới hươu cao cổ nhưng mà cái đó là con khác.
frustrating. Mình chơi rất là addicting, thấy rất là vui nhưng mà rất là concentrate, cho nên mình rất là sợ, cho nên mình không có nói gì hết. Xong rồi lâu lâu mình nói tiếng Anh, nói tiếng Na Uy nha, thì mong mọi người thông cảm. Nếu mọi người thích tiếp tục coi thì see you again next time nha. Annyeong.